Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của AnPhát. Không hề kém cạnh các sản phẩm laptop gaming đắt đỏ khác của Asus, Asus TUF Gaming FX706 HCB thực sự tỏa sáng với thông số cực ấn tượng. Intel Core i5, card đồ họa RTX 3050, màn hình rộng 17 inch và tần số quét là 144Hz. Và quan trọng nhất là mức giá cực hợp lý và chỉ hơn 23 triệu đồng thì chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng mua cho các bạn học sinh sinh viên. Vẫn thừa hưởng thiết kế đặc trưng của dòng TUF FX, Asus TUF Gaming FX706 HCB có ngoại hình hầm hố siêu ngầu và ở phiên bản này thì sẽ được Asus đặt logo TUF Gaming ở chính giữa với những đường cắt mạnh mẽ chia mặt lưng tạo điểm nhấn giúp game thủ thể hiện được cá tính này, mang lại nhiều cảm hứng hơn khi chiến game. Và chiếc laptop Asus này thì sẽ có kích thước khá dày, trọng lượng là 2,6kg, có lớp vỏ bằng nhựa và nắp lưng bằng kim loại chắc chắn. Theo mình thì mức trọng lượng này thì khá là lý tưởng với cả một chiếc laptop gaming 17 inch. Và mình nghĩ là việc các bạn đem theo laptop khi di chuyển vẫn hoàn toàn ok. Tuy nhiên thì nếu kèm cả sạc thì sẽ hơi nặng một chút đấy nhá. Và về bản lề thì sẽ được hoàn thiện rất cứng cáp chắc chắn với những đường cắt kết hợp với khe tản nhiệt hình tổ ong, cách điệu tạo nên sự hầm hố và đậm chất gaming. Bên cạnh đó thì các bạn có thể mở được 140 độ và dễ dàng mở được bằng một tay với chiếc bản lề này. Một chiếc laptop gaming xuất sắc thì chắc chắn phải cần một chiếc màn hình phù hợp để các bạn có thể chiến game. Laptop Asus TUF FX706 HCB thì được trang bị màn hình lớn lên đến 17,3 inch, màn Full HD, tấm nền IPS được bao trọn bởi các viền siêu mỏng hiện đại, đem lại không gian giải trí rộng mở, mang tới hình ảnh hiển thị rõ nét, màu sắc chân thực đến bất ngờ. Bên cạnh đó thì việc sở hữu màn hình có tần số quét là 144Hz, tích hợp với công nghệ Adaptive Sync thì sẽ bổ trợ rất là nhiều khi mà các bạn chơi những tựa game bắn súng FPS thì tốc độ khung hình luôn được duy trì ổn định này, sẽ giảm thiểu được tình trạng bị giật hay là xé hình. Laptop Asus TUF FX706 HCB thì được trang bị cấu hình mạnh mẽ với bộ vi xử lý Intel Core i5 11400H, dung lượng RAM là 8GB và vẫn còn khe để nâng cấp lên 32GB, 512GB SSD. Đặc biệt thì TUF FX706 HCB còn sở hữu card đồ họa rời NVIDIA RTX 3050 giúp anh em có thể chiến game ổn định ở trên độ phân giải Full HD. Sau đây thì các bạn có thể xem qua phần test game và test hiệu năng của cấu hình này nhé. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hệ thống tản nhiệt tổ ong ở phía dưới mặt đáy và giống như trên laptop Alienware hay là MSI GS. Thiết kế này thì không chỉ độc đáo lạ mắt mà còn đem lại khả năng tản nhiệt cao hơn kết hợp với công nghệ tự làm sạch thông minh giúp cho hệ thống tản nhiệt luôn hoạt động mạnh mẽ dù anh em chiến game trong một thời gian dài. Ngay phần phía dưới sẽ là khu vực bàn phím Triclet được tích hợp thêm cụm phím số cực thuận tiện cho ai làm công việc nhập liệu. Và hành trình phím thì khá sâu cho cảm giác gõ phím thoải mái và nổi bật là cụm phím WASD. Các phím điều hướng thì đặt tách biệt giúp các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh phím và thực hiện các lệnh di chuyển. Về phần touchpad thì có diện tích rộng rãi, cảm ứng đa điểm siêu nhạy giúp tăng cường hiệu suất sử dụng cho công việc hàng ngày. Và ở đây thì Asus đã trang bị cho TUF FX706 HCB hệ thống cổng kết nối thông dụng. Ở bên trái sẽ gồm một cổng sạc này, một cổng mạng LAN, một cổng HDMI, hai cổng USB Type A, một cổng USB Type C và một jack cắm âm thanh. Ở bên phải thì sẽ gồm một USB Type A và khóa Kensington. Với hệ thống kết nối này thì sẽ hỗ trợ truyền tải dữ liệu nhanh chóng, kết nối các thiết bị khác một cách đơn giản mà không cần adapter chuyển đổi. Trên chiếc laptop gaming này thì sẽ đi kèm với công nghệ âm thanh DTS Audio kết hợp cùng hệ thống loa giả lập âm thanh vòm D, chân thực sống động khi các bạn chơi game giải trí. Và ngoài ra thì máy sẽ còn được trang bị thêm webcam 720p HD tiêu chuẩn,
thuận tiện cho các bạn có thể học tập và làm việc trực tuyến. Tổng kết lại thì Asus TUF Gaming FX706HCB là một chiếc laptop gaming phù hợp với cả mọi đối tượng người dùng. Máy có cấu hình mạnh mẽ, thiết kế độc đáo, âm thanh và hình ảnh thì sống động chân thực. Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.